Hai bé gái Israel sinh đôi dính liền phía sau đầu cuối cùng đã được nhìn thấy mặt nhau lần đầu tiên trong đời. Hai bé gái một tuổi đã trải qua một cuộc phẫu thuật hiếm có kéo dài 12 tiếng đồng hồ. Bệnh viện Soroka của Israel, nơi các bé được phẫu thuật, đã chuẩn bị cho ca tách rời này hàng tháng trời, tham vấn hàng chục chuyên gia y tế giỏi nhất ở Israel và nước ngoài. Trong quá trình phẫu thuật, ngoài ekip chính, khoảng 50 bác sĩ khác túc trực sẵn sàng tham gia bất cứ lúc nào. Các bác sĩ cho biết, phẫu thuật tách rời cho trẻ khoảng 1 tuổi là cực kỳ hiếm. Trên thế giới mới có khoảng 20 ca, và đây là lần đầu tiên Israel tiến hành phẫu thuật tách rời như vậy. Ngay sau khi tách được các mạch máu thành công, các bác sĩ tách xương và chia thành hai ekip theo hai bé về hai phòng phẫu thuật riêng để tái tạo hộp sọ và ghép da đầu cho từng bé. Theo bệnh viện Soroka, các bé đang phục hồi rất tốt, tự thở và tự ăn được.